Xin chào quý vị các bạn, hôm nay nguồn máy.com giới thiệu quý vị sản phẩm máy rác hơi phiên bản đơn giản nhất, sử dụng là chỉ dành riêng cho việc rác hơi. Cái máy này thì nó sẽ có cấu tạo là gồm một cái đồng hồ hiển thị lực hút, núm điều chỉnh và một đồng hồ hiển thị thời gian liệu trình chúng ta làm việc. Chúng ta có thể hẹn giờ là từ 30 phút, 25-30 phút cho một liệu trình, và có một đầu cắm đây là điện nguồn các bác nhé. Khi các bác bật lên là điều chỉnh thời gian, các bật nút này, đây là cái nút để nó hút vào, chúng ta cắm cái chụp hút rác hơi vào. Đấy, khi mà cắm cái dây chụp rác hơi này vào thì chúng ta thể dùng bình thường. Máy nó có một cái phiên bản nâng cấp nữa là sử dụng đầu dò nhiệt. Nhưng đây em đang giới thiệu cái sản phẩm là chỉ chuyên rác hơi các bác nhé, có cái núm điều chỉnh kia. Máy này thì có cấu tạo, nó có thể lắp được nhiều loại đầu rác hơi khác nhau, có đầu to, đầu nhỏ. Có những bác mà thích rác hơi nhiều ở trên thì sẽ có một bộ cối rác hơi đi theo, các bạn mua thêm. Cái này thì có thể kết hợp với đầu rác hơi nhiệt các bác nhé, có thể tạo nhiệt. Đây là một lần nữa cho các bác xem lại cái máy này. Các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ với website nguonmay.com hoặc gọi số điện thoại hotline em ghi trên màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác video khác tiếp theo.